Bốn con giáp khóc hết nước mắt mà vẫn không thoát khỏi đường tình chông gai trong tháng tư. Các bạn thân mến, tháng tư là một tháng không hề vui vẻ và may mắn với bốn con giáp này trong chuyện tình cảm. Những chuyện thị phi từ trên trời rơi xuống, những hiểu lầm, tranh cãi đang là mối đe dọa đến tình yêu của bốn con giáp được lịch ngày tốt điểm danh sau đây. Tuổi Tý. Tuổi Tý là một trong những con giáp có đường tình chông gai chắc trở nhất tháng tư. Trong tháng tư, vận tình duyên của tuổi Tý không mới suôn sẻ. Nói thế không có nghĩa là những người đơn thân tuổi Tý trong tháng này không có cơ hội gặp gỡ người trong mộng. Hai bạn có cơ hội gặp được nhau chỉ tiếc rằng vì quá bận bịu vào công việc hay đề cao cái tôi của mình mà tình cảm luôn ở trạng thái mèo vờn chuột, không có những động thái hành xử rõ ràng, do đó chuyện tình cảm cũng khó có thể tiến xa. Đối với những ai đang có nơi trốn thì tháng tư này dễ xảy ra tranh cãi, xô xát hay có sự xuất hiện của người thứ ba. Bạn nên cân nhắc rõ tình cảm của mình cả về lý trí và tình cảm, đừng để nuối tiếc điều gì. Tuổi Mão. Theo tử vi phong thủy, những bạn đơn thân vận đào hoa rất vượng, có nhiều người theo đuổi, tuy nhiên lại khó gặp được người thích hợp, đào hoa phần lớn là đào hoa xấu, hết sức thận trọng. Đối với những ai đã có người yêu, vận đào hoa vượng này rất dễ mang tới những hiểu lầm, nghi ngờ, khiến hai người giận hờn, cãi vã, thậm chí khó tìm được tiếng nói chung. Do vậy, trước những hiểu lầm, mỗi người hãy kiên nhẫn lắng nghe đối phương, cùng nhau chia sẻ, tháo gỡ để hàn gắn mối quan hệ. Qua những dự đoán vận mệnh của 12 con giáp, có thể thấy rằng tuổi Mão là một trong những con giáp có đường tình trông gai chắc trở nhất tháng tư. Tuổi Tỵ. Cũng như tuổi Mão, đào hoa của tuổi Tỵ rất vượng, vì vậy những người đơn thân này dường như không chịu được nỗi cô đơn trong nhiều năm mà dấn thân vào những mối quan hệ phức tạp do đào hoa đem lại. Những mối quan hệ này xảy ra trong lúc không suy nghĩ chín chắn nên sẽ khiến bạn phải hối hận, làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như lựa chọn của mình trong tương lai. Đối với những bạn đã có người yêu vì không kiềm chế được cảm xúc của mình mà thay lòng đổi dạ, hãy cố gắng tỉnh táo giữ mình, đừng tự đẩy mái ấm của mình đứng trước giông bão. Tuổi Mùi. Vận thế của tuổi Mùi tương đối bình ổn, nhưng vận trình tình duyên lại lắm chông gai. Tuy rằng tháng tư có nhiều đào hoa, nhưng chẳng thể nào may mắn đạt được đào hoa chính vận, nghĩa là người bạn thầm thương trộm nhớ trong lòng chẳng thể nào mở ra cho bạn chút hy vọng. Còn những mối quan hệ khác, dù chẳng trông chờ gì thì lại lũ lượt kéo tới. Những ai đang yêu dễ đối mặt với sự đấu tranh trong lương tâm vì bạn nhận thấy tình cảm của mình không có phần nhạt đi. Do quá bận bịu hay cả hai không chung tiếng nói, dù bằng lý do nào thì bạn cũng nên dành thời gian nhìn lại tình cảm của mình để điều chỉnh hay có quyết định đúng đắn đối với mình và đối phương. Hy vọng những ồn ào chắc chờ trong chuyện tình cảm sẽ là một thử thách giúp cho tình cảm của các bạn trở nên bền chặt hơn. Nếu tình cảm của bạn bị rạn nứt thì cũng đừng bi quan, bởi có những nhân duyên trong cuộc đời chưa chắc là nhân duyên cuối cùng dành cho bạn. Hãy lạc quan, mỉm cười bước qua, vì hạnh phúc trọn vẹn đang chờ bạn phía trước. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau của Lịch Ngày Tốt.